Đôi khi cái tâm thì lại nghĩ xấu, nghĩ không tốt, cho nên lắm khi rất là phiền não. Nhưng bây giờ bạn muốn cái chỉ thầy chỉ cho cái làm thế nào để cho cái tâm của mình tốt hơn á, chỉ cần một câu thôi: A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm niệm như vậy, mỗi khi cái tâm xấu của bạn khởi lên, bạn hãy dùng câu gì: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm ở trong tâm. Thậm chí nếu mà lúc nào bạn ở một mình thì bạn có thể niệm thật to lên. Và ở trong phòng có đông người hoặc đi đường ấy, thì bạn niệm gì? Niệm thầm ở trong tâm, hoặc chỗ đông người thì bạn niệm thầm trong tâm. Lấy câu niệm Phật để tiêu trừ cái niệm xấu ác kia, dần dần từ thói quen đó, nó thành một cái gì? Thành một cái nếp. Thì bạn sẽ diệt trừ được nó thôi. Đó, đây là dạy cho bạn một cái, bạn cứ thử một thời gian, một vài tháng, một vài tuần thì có thể nó chưa quen đâu, nó chưa diệt được đâu. Nhưng nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.